Chính là tên gì? Còn không biết nữa. Mắc bệnh gì á? Cái khai xanh của hai chồng già coi. Việt Nam và cả thế giới đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid-19. Ngoài việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và rửa tay, thì vaccine giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm mức độ nặng khi mắc bệnh. Càng nhiều người được tiêm ngừa, chúng ta càng có thể kết thúc đại dịch Covid-19 nhanh hơn nữa. Dưới đây là một số điều cần biết về vaccine ngừa Covid-19. 1. Vaccine đã trải qua những đợt thử nghiệm lâm sàng được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sử dụng và đảm bảo tính an toàn, hiệu quả. 2. Vaccine sẽ giúp cho hệ miễn dịch của cơ thể tạo ra các kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. 3. Các phản ứng sau tiêm thường gặp nhất là đau tại vị trí tiêm, sốt, mệt mỏi, nhức đầu và đau cơ. Chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Các phản ứng trên đồng nghĩa với việc vaccine đó đang phát huy hiệu quả. Một số người có phản ứng dị ứng với vaccine, nhưng trường hợp đó rất ít. Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng hàng chục năm qua và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 lớn hơn nhiều so với những rủi ro có thể xảy ra. 4. Những người mắc một số bệnh lý nền nhiều khả năng bệnh nặng hơn nếu họ bị nhiễm Covid-19 so với người khỏe mạnh bình thường, nên việc tiêm vaccine là vô cùng quan trọng. 5. Để bảo vệ bạn và những người thân yêu khỏi Covid-19, dù đã được tiêm vaccine, chúng ta cũng cần thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Toàn dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 để chúng ta nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Rồi, xong. Nhờ ai tới? Ai chứ tự? Ai chứ kìa? Ô, tới cường vô, đôi tới cường cường. Tìm tấm, sao tìm nữa hả? Trời ơi, cái ống kìa, cái tay ống kìa. Tìm mà sao đứng chụp hình không được kìa, chị Long, cầm máy không nổi. Sao
về không gì chứ á, bình thường à, chưa có gì chứ anh em ơi. Mình tin sao rồi, ta rồi sao đấy. Phát tài chào coi. Sao vô vô một hồi lấy da thôi, để lấy gọn cái luôn khỏi trà có gì nữa nha. Tại vì sắp cần xong chứ. Thịt này chích đã dữ ta. Ta dày quá nè. Này không sao, dây này còn có thịt, không sao đâu. Hay quá. Ghim từ từ vậy, làm từ từ đi, quay lại mới được. Từ từ. Ừ, gà hồi nãy, tao nói chịu ghim từ từ, cái nó không cho. Tiếng anh ấy luôn rồi. Tiếng chết luôn à? Không biết, tiếng kia kìa, tiếng y tế, tiếng quy ban chắc không mấy luôn á. Thôi, đây này có ép đó, cái nào? Ở đây có người mà, đây tạm có gì. Ở đây giờ có dẫn từ người khách ta. Đó, dạ, dạ, dạ. Này, này, tao có tiêm, không có tiêm được. Tới em rồi. Ai tiêm được mà cũng chết. Rồi, sao? Còn không? Ủa, dân.